Tiếp nối chương trình sẽ là tiểu mục cà phê đời sống. Trong cái phần tiểu mục này thì chúng tôi có chia sẻ về câu chuyện về tình trạng cong vẹo cuộc sống. Hiện nay thì vấn đề cong vẹo cuộc sống là một căn bệnh khá là phổ biến, và theo như những con số biết nói sau đây thì số trẻ em bị cong, bị vẹo cuộc sống chiếm từ 0,5 cho tới 1% dân số. Có đến 80 cho tới 85% là các trường hợp bị cong, bị vẹo cuộc sống không rõ nguyên nhân. Một số bệnh nhân thì bị bẩm sinh hoặc là mắc các bệnh khác có liên quan tới thần kinh và cơ. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều trường hợp khác bị vẹo cuộc sống, đó là do việc ngồi sai tư thế lâu ngày. Và đặc biệt là đây là một trong những cái vấn đề của học đường, khi mà cái độ cao của bàn ghế ngồi của mỗi một trường học ở tại Việt Nam thì cũng khác, và đặc biệt là những cái vùng sâu vùng xa đó chị Quyên. Dạ. Khi mà cái thể chất của các em lớn lên rồi, các em vẫn phải ngồi những cái bàn nhỏ xíu à. Và ngoài ra thì không có ai hướng dẫn cho các bạn ngồi chính xác á. Nhiều bạn thì ví dụ như là để tập vuông góc với lại bàn thì cũng là không phải là chính xác, hoặc là để nghiêng như vậy, nhiều em lại ngồi như thế này, và cũng là một trong rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến việc ngồi làm sao cho nó đúng tư thế nhất, và cũng là các cái cảnh báo đến quý vị phụ huynh khi mà con ngồi không đúng tư thế. Và cảnh báo về vẹo cuộc sống sẽ là câu chuyện ở trong cà phê tiêu điểm ngày hôm nay. Hãy cùng theo dõi quý vị nha. Bố mẹ đi làm xa nhà nên em bé này ở với ông bà từ khi còn nhỏ. Lúc 2 tuổi, phụ huynh mới phát hiện những bất thường ở cơ thể con như vai bị lệch, ngực lõm. Những biến dạng của cơ thể, sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng khiến bố mẹ không khỏi lo lắng. Tới khoa phẫu thuật cuộc sống, bệnh viện Việt Đức thăm khám, cháu được chẩn đoán bị cong vẹo cuộc sống. Bé lúc đẻ ra thì vẫn thấy bình thường, xong rồi càng lớn càng thấy bị thế. Lúc đầu là cứ tưởng là cong cái lõm cái lồng ngực ấy, xong rồi đi khám các kiểu, xong rồi chụp ra là cong vẹo cuộc sống nữa. Bé leo cầu thang nên là bé khó đi lại, bé cứ ôm một bên ngực ấy, bé leo lên cầu thang không đi được. Còn đây là bệnh nhân 16 tuổi bị cong vẹo cuộc sống nặng, đến khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Từ khi 2 tuổi sau một cơn sốt, cơ thể sức khỏe của em không còn phát triển bình thường. Càng lớn, biến dạng về cuộc sống càng nặng nề. Không những vậy, một cơ thể không lành lặn đã khiến nam thiếu niên gặp nhiều bất tiện, thiếu tự tin trong sinh hoạt cuộc sống. Các bác sĩ cho biết, cuộc sống của bệnh nhân cong vẹo tới 120 độ gây ra những rối loạn về thông phổi khí. Bệnh nhân sẽ phải thực hiện 2 ca phẫu thuật để khắc phục tình trạng này. Cháu mới bị đấy là cũng đi khám vài lần rồi. Về sau này thì cháu không đau ốm gì thì là để như vậy thôi, không đi khám. Đợt này ấy thì mổ cho cháu đi mổ điều chỉnh thôi. Đi nhiều sẽ mỏi, với cả đứng nhiều cũng mỏi. Em chỉ mong muốn là khám bệnh của em nó bác sĩ khám cho khỏi. Theo các chuyên gia, trẻ bị cong vẹo cuộc sống ở mức nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không được phát hiện sớm, khi đến bệnh viện thì đã rất nặng, đa phần phải điều trị phục hồi chức năng hoặc phải mổ.